Con ra cái quầy nè, mới nói chuyện chiều, mới nói chuyện với ông bà nội rồi. Cười vui vẻ đó, mặc áo trái khóm đâu, mới cười chiều vui vẻ giờ đó. 10:30 là chưa chịu ngủ, nằm nhẹ cái nhẹ hoài, nhẹ nó coi. Nghe thấy ông bà nội nó sợ rồi, nó lúc nhẹ nhẹ đi tao mát mát nội nè, nó nhẹ dữ lắm mà. Hết luôn rồi. Đặt cho tới tối rồi. Mới nói chuyện mới cười chiều, mới khen tối là nhõng nhẽo liền, nhẹ nhẹ bỏ luôn, không ai dỗ ra, nãy giờ nằm vậy đi. Con khóc được bao nhiêu lâu á, sao không nhẹ nữa, sao không nổi chữ hả? Nhẹ đi, không hết thương người luôn. Rồi biết điều á, ổng mà thấy mày nhẹ mày ấy ra đi, ông nghĩ thương luôn, ông nội nghĩ thương luôn. Nằm đi để anh hỏi cái tôi đi về bển, cái này nằm xuống nó khóc nữa. 10:30 rồi, giờ vừa ngủ chưa? Mát nội cho mày biết vậy, mày trứng uống ngủ trứng hả? Mặc áo trái khóm trái thơm, mới ngày chiều đó mới nói chuyện với bà nội đi, bà nội hen. nhưng mà muốn ngủ không động cũng động nữa mệt. Bú gì nó bụng nó rồi, nó từ từ đi, gối của nó đâu để bụng cho nó kìa, miếu nữa kìa. Quậy đi, quậy đi cho mát, mát ông nội mà nào anh nè, nãy khóc dữ lắm mà sao tự nhiên nghe ông nội bà nội cái im ru à. Trứng 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 bỏ luôn, không ai dỗ hết á. À mi mi giờ khuya rồi không chịu ngủ, để luôn đi. Nhẹ vậy đó, khóc không có lớn. Má mày nữa, hồi má mày nữa, hồi chữ nữa nè. Bỏ, đừng có đụng, đừng đụng luôn, bỏ luôn. Đó, làm gì đó làm đi. Khóc nhưng ngoài đó chát hả? Đó.
hồn của ta ra đây.